Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Mừng bộ đồ vậy. Cái gì ông ơi? Mừng bộ đồ vậy. Bộ đồ hả? Mừng bộ đồ mừng. Đây, tôi vứt đúng ra rồi. Này. Tôi vứt ra này. Rồi đấy. Đi, thằng nào lượm ra. Ông số 2 lượm mất rồi. Chết đồ. Chị không nghe giọng chúng tôi khắc xê mày. Chứ ai nữa. Lên TV, ôi trời ơi. Chứ ai nữa. Tao nghe tao nghi rồi. Thôi đừng có nói. Nói ít, nó nhỏ thôi, ổng nghe á. Nó nhỏ thôi. Ok kìa. Các ông bảo tôi giống giọng Tuấn HC á hả? Mấy phê nha. Các ông có bị nhầm không vậy? Trời ơi. Ok, 10 năm xem YouTube, 5 năm ngồi học bắn súng là sao nhầm được. 10 năm xem YouTube ảo thế nhở? Đúng rồi. 10 năm xem không, nhưng mà tôi sợ là các ông nhầm người đấy. Các ông kiểm tra kỹ lại đi. Kê. Các ông muốn nhảy đâu nào? Skull hay là Pochinki đây? Thôi nhảy đâu cũng được. Pochinki đi. Chặp đông HC. Ấu. Run. Kể cả tôi có là Tuấn HC thật ấy thì tôi cũng là người, tôi có phải gọi là quỷ đâu mà vẫn chết như bình thường đấy. Mọi người bắn cẩn thận đó. Người nổi tiếng không? Ô kìa, chết cứ người nổi tiếng thì không chết à? Tao thấy clip nào cũng top 1 mà có chết đâu. Ô kìa, chứ không thế chẳng nhẽ top 99 lại đăng lên cho mọi người xem à? À cũng đúng. Thì xem clip thì cũng có bao giờ có top 99 đâu. Có nhiều lắm. Đến 1 lên YouTube. Rồi xong luôn, không có. Anh em tấu hại đi, anh em tấu hại lên TV. Được đó đâu mà. Lên TV là phải mở dòng họ cô bác rồi xem. Thấy mình bắn. Ngoan, đây có súng rồi. Không có súng mọi người ơi. Ngồi xong. Ngồi xong. Ui, sao ông kia mới bán của người xong. Mà ác đủ anh Tướng HC lừa đảo. Ơ kìa. Tướng HC lừa đảo rồi. Ai bảo là không có người má. Tướng HC lừa đảo rồi. Tướng HC lừa đảo. Ôi, ngồi im trên đấy đi, tí tôi cứu về. Đang tới. Nó sau lưng vậy. Chịu, không có súng, chưa có một cây súng nào kìa. Bot. Có súng không? Ê, đòi cái S kìa. Điếm lắm. Ô, vẫn không có sao. Vẫn không có súng luôn này mọi người. Ảo thật đấy. Thôi lui về. Thằng đó nó đâu vậy? Ui, nó đâu cầm, nó cầm thùng mà nó bắn xe được kìa. Hay chứ nhờ. Hay lắm chứ. Toàn pro player thôi. Ui đủ mày hả hồn, mấy tao nhìn đồ tao tưởng anh Tuấn HC, tao tính anh cho cái súng này chứ mẹ. Đâu? Đây. Nhà này hai thằng này. Nhà này có này. Trời ơi, nãy mồm nhà vô rồi lên TV với mình nào. Ui trời ơi, hai thằng nóc lại, nóc phéo lại. Hay thế nhờ. Cẩn thận nha mọi người. Có cứu được không? Để, nó cong qua. Được rồi. Nó cong rồi. Lùi về phía tôi. Không biết chạy được không, nó quanh rồi. Tôi nói thật đúng nó kìa. Lùi về phía tôi an toàn lắm này. Về trước đi. Okay. Ui mẹ ơi, chém chết. Đừng vô nhà nha, nét nóng nhẹ. Chạy đi, có cơ hội chạy đi còn cứu đồng đội nữa. Chạy được không? Hay. Ui trời sao. Ui. Trong nhà còn này. Thôi thế thôi, tôi đi cứu nha, tôi đi cứu đây. Tạm biệt. Ui. Này. Ui nó ngồi. Ăn nè tẻ chú Hải nha. Nói dài. Ôi rồi đi cứu đã. Bắn kiểu gì chết cả. Chưa ra mà được ngồi xem luôn, sướng thế nhờ. Bắn kiểu gì chết cả team thế này, hỏng hết rồi.
anh thấy, em thấy clip anh tăng độ khó hấp dẫn hơn. Ôi dồi ôi. Các bạn bắn lại còn chơi quả tăng độ khó này. Thanks. Sao mà chơi? Mình tốn hát xem ba chim hay sao mà vô chơi cái này vậy? Không, mình đã bảo mình người bình thường rồi, các bạn cứ đánh giá cao mình chứ. Cẩn thận nhá, chúng nó súng to lắm ạ. Trời ơi. Có hàng nãy mới cầm cái lục à. Nhà cửa. Chắc chơi được. Nhà cửa chẳng thấy súng đạn gì cả, vô lý thật. Ui, số 1 nhảy xuống kia luôn à. Quay lại không? Quay lại cô chiến kia trả thù không mọi người ơi. Đây, số 3 này, số 3 này. Em tốn cái súng rồi em cho này. Thôi có súng rồi, có khẩu UMP rồi, thôi không lấy đâu. Nhặt đi. Vãi nồi ạ. Đối với mình là UMP thường họ đối Tuấn là UMP là G7. UMP giết sướng lắm. Giả boss đi, giả boss đi. Không cần đâu, để cho nó lên đây. Giả boss nó biết đấy. Bọn này bây giờ tinh vi á. Ai cần còn pe thì hô nhá. Còn dư này. Có ai cần còn pe không? Không okay, có súng okay. Lắm. Mình cứ đứng ở trên đây đã. Mình đứng trên đây mình dình đã. Xuống đây anh em. Xuống góc tôi này, anh em cứ đi sát tôi là không ai. Ơi, nó ở nhà Ai Cập mọi người ơi, bên phải. Watch out. Nhà Ai Cập. Đi xuống viện này bạn. Watch out. Một thằng. Hay. Lên luôn đi anh em ơi. Lên. Mày tới số rồi. Chơi game tới số rồi. Chết mày rồi. Bọn nó đang bắn nhau kìa. Đi anh em ơi. Theo tôi. Chúng ta làm cách mạng kiểu gì cũng quét sạch bọn này ra khỏi Pochinki. Đây. Anh em cứ theo tôi. Củ nét này 5 xu rồi. Đây. Nó lấy bộ đồ mummy kìa. Ok. Cứ để cho nó lấy đi. Đồ của tôi. Đây, ở trước mặt có này. Trước mặt có này. Nhà 2 tầng. Cẩn thận anh em nhá. Ô kìa, sao lại đứng ở đây? Chết kìa, em quên mất con người. Thôi sao ông? Là trời. Nhàm rồi. Thôi không sao, ngồi chơi tôi ngắt xe bắn. Thôi, tạm biệt chim mén rồi. Đùa với cả thần rùa. Trời ơi. Sao lại ngồi ở góc nó thông thoáng thế, nó bắn cho chết luôn. Em quên mất tiêu của thằng ở đó chứ, tuy léo thịt đó. Nó ở đâu hả ta? Nó ở trên nhà 3 tầng. Ở nghe. Lên luôn này. Đúng không? Nó ra nhà 2 tầng rồi, Nó đang nhảy này. Nó đang cố gắng chạy để cứu đồng đội nó đấy. Không cho nó chạy nhá. Nó chỉ ở quanh đây thôi anh em ơi. Bắt bằng được thằng này. Ờ, chú Hải này vẫn còn sống kìa. Ca thèm bắn ở đâu. Ngồi đây hả bạn? Cứu. Vô nhà ông ơi, vô nhà. Nhìn bộ đồ trưởng đồng đội mình luôn. Nhảy. Được rồi. Còn thằng nữa thôi. Bây giờ cũng đi hồi sinh ấy, dúng nảy á. Đúng rồi, chắc chắn rồi. Con boss đang đuổi theo ai kia? Từ hai bên nước ngoài cứ gọi nó là Pikachu nha. À con, ê chạy đi, con boss nó đuổi theo đấy. Dư X4, X8 rất là nhiều nhá, ai cần thì hô nhá. Này, compe này, X4, X8 này, vứt hết ra này. Đó, vứt sạch rồi đấy. Mọi người lấy. Ui gì dồi. Lấy, đó.
phun phụ kiện luôn. Kìa kìa, bot bot đấm, bot đấm, bot đấm, bot đấm, bot đấm, số 3 chạy đi. Anh em ơi, giết con bot đi. Play game, play gun kìa. Ơ, súng đâu? Hình như nó văng lên trên không, trên nóc. Không, trong có đạn mà. Không phải, chỉ có đạn thôi chứ không có súng. À đây nè. Đâu, 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 đâu. Không, hồi quá em lật được cái súng với đạn luôn. Là có hai viên rồi. Thế ai đã nhặt được súng chưa? Ai đã nhặt được súng play gun chưa? Chưa luôn. Ui dồi ôi, mất súng rồi. À kìa, nóc kìa. Đây, 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 đang lên nóc này, lên nóc. Đây. Không có luôn. Tôi giàu đây. Ui, hai quả flare gun lợn. Ui, vãi trưởng ạ. Đấy, luôn này. Nói anh không tin. Ừ. Tôi ra này, trong đây có tôi ra. Ok, ok. Ở trong đây có khẩu AUG này, cho mình xin gấu ra nhá. Đù, chán ông bồ gặp Tuấn HC xong nó hỏi idol hả? Xong nó hỏi mình câu nghe buồn luôn, hỏi câu nổi lắm hả? Ông bồ mình đâu khờ dữ bay. Rồi đi thôi anh em ơi. Này, tôi dư một đống đồ nữa này. Ai cần thì lấy này. X3 này mới đạn xanh này. Ở trong đây, ở trong đây. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Quá giàu rồi. Team mình giờ là bất khả chiến bại rồi. Đúng rồi, team mình là chỉ thiếu em thôi chứ không top 1 liền. Bạn đen quá hồi. Theo mình clip chưa ra mà được ngồi xem mà quá quá vinh hạnh rồi rồi nữa. Đấy, người ta bảo là đen thôi đỏ quên đi. Được. Trời, cày ốp skin Camry là thấy chất lượng à. Skin Camry là skin gì? Skin thường á anh. À. The fuck. Đâu hồi xưa chơi đột kích hay là xe tới, xe tới, xe tới, xe tới, xe tới. Đã nghe, đã nghe. Nó chạy qua thôi, nó chạy qua thôi. Hình như nó cứu bạn hay sao ấy. Nó cứu được bạn rồi xong nó chạy ấy. Bọn này mất dạy lắm. Nãy thằng cuối bên đường mà. Nãy thằng cuối này trước khi chết là nghe tiếng chân bên đường. Này ní. Sao mình không nghe thấy thằng... Có xe này, có xe 2 này. Ui. Mic của bạn nào? Mic của bạn nào gió thế nhỉ? Ơi, để em đẩy cái quẹt. Đó nên là hơi đau đầu đi. Có xe tới, có xe tới, có xe tới anh em ơi. Đến lại một thằng lên TV rồi. Được, biểu diễn nghệ thuật luôn ghê á. Ui. Nó dừng rồi, nó dừng lên luôn anh em ơi, lên luôn. Đi số 3 ơi. Nó chưa mặt nhá. Nó chưa mặt đấy. Chỉ ở chỗ mấy cái anh em ơi, lên xe khua nó, đừng đi bộ nó đơm đấy. Đây, kiểu gì nó cũng phải chết rồi mà. Mọi người thò ra trước đi. Bắn nó này. Đây thôi. Ui trời ơi, em quá đen. Hay nó đèn đứng thè. Em gì ơi. Đồng đội nó chắc là đi cứu đấy. Nãy nghe tiếng súng trên nhà Doraemon đây này. Thật không? Đúng rồi, em nghe hai tiếng súng. Ok, lượn lại luôn này. Doraemon trên này đúng không? Cái nhà lẻ lẻ. Ai da. Ok, bắn luôn. Rồi xong, clear. Ôi giời ơi. Từ bắn nổ này. Rồi. Clear em shit luôn. Giàu quá. Hình như mình ăn được cả 4 thằng hay sao nhỉ? Chắc vậy á. Tao 3 thằng mà, cái thằng kia chết mà. Thì là tổng là 4 mạng đó. Đúng rồi. Chả nhớ nữa. Thấy thằng đầu tiên nhảy xe là quýu á. vội thanh niên đấy vội quá.
Muốn lên TV vậy luôn á. X6 này, X6 có ai lấy không? Vã luôn, vã luôn. Ôi đi luôn rồi. Đi luôn rồi. Ủa thằng nào đây? Đi 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 đi, đi anh em ơi, đuổi luôn, đuổi luôn. Ủa, có bom. Ủa đâu nhỉ? Con. Trong nhà còn đúng không? Con. Vã luôn, vào. Hai. Bị cái châu tên. Ui sao lại gọi boss ra ở chỗ này? Trời ơi, thế làm sao công? Hình như nó kêu sao anh? Như nó kêu sao? Kệ nó, để cho con Pikachu đấy đấm nó đi. Đừng ra để cho con Pikachu nó nhìn thấy. Rồi nó đuổi mình rồi. Thôi thôi đi, không chơi ở chỗ có boss đâu. Chỗ có boss tí nữa mình bắn loạn xạ nó đơm mình ấy. Ui xe tới. Xe tới kìa. Xe tí xe máy kìa. Thôi cái thằng này. Ngu người. Bọn nãy này. Ngu người. À bọn giết mình kìa. Đâu có thằng gì kìa. Rồi xong luôn. Nhờn với chúng tôi này. Đi anh em ơi. Bỏ thằng ở trên nhà đi. Mình lãi rồi. Ok. Ok, nhanh. Ông bị lát. Hình như ông bị lát. Ảo thật đấy. Bye bye. Lãi lặng rồi. Chả cần bắn nhau nữa. Đấy, ngồi đấy mà thủ. Đây. Mình ở bên đây mình ke. Ui con boss nó bơi kìa. Ơ cục đá. Ôi nó nhìn. Nhìn nó làm gì. Xe tới. Xe qua. Đi luôn mọi người, đi không bị kẹp ấy. Té. Mày là nhất. Nó dừng. Ok luôn. Xe dừng. Kìa đơm luôn, kìa đơm kìa. Yếu. Yếu rồi. Rồi xong. Okay. Team Indo này, Team Indo này. Không phải không, cuối không biết có phải là cái team vừa rồi đi xe máy không? Đúng rồi, thằng giết đầu tiên luôn ấy. Ừ, đúng rồi. Thôi kệ đi, thằng đồ bộ phim luôn. Thằng lẻ tha cho nó. Để cho nó xấu. Mình đi càn quét tiếp. Bảo rồi mà, chỉ cần sống thôi là team mình kiểu gì cũng top 1 mà bạn kia chết sớm quá. Dạ, chắc luôn đó. Quên bấm quay video rồi. Nào, lên đây. Bắn đi. Nó ba bò vậy. Rồi, đúng rồi, hợp lý rồi. Mày ngu. Này bắn cũng biết bắn đấy, không phải đùa đâu. Nóc rồi, em nóc rồi. Ok. Xe mình hỏng rồi. Chạy đi. Chạy đi. Đâu, mình trong bo mà anh đứng đó luôn. Không, luôn. Nhưng mà đứng đây chẳng hạn đồng đội nó ở bên trong. Nó bơi qua mệt á. Nó đơm mình mệt lắm. Đây, cho máu nè. Em nhiều lắm. Này. Còn cuối rồi. Còn thẳng ở bên kia hướng S-W. Ui đi bo anh ơi. Okay. Mình gần bo mà, mình chả sợ đâu. Xem bọn này định tính làm gì. Đùa với cả thần rùa. Nó nốc mình quả đau thế. Ui mình ở xa bo thế nhở. Phải xuống đơm cái thằng đấy thì mình mới vào được bo này. Chạy lộ quá nhở. Thế này mà nó bắn hay là nó bắn chết cả ba anh em mình đấy. Chạy vào khu nhà là đẹp này anh em ơi. Số 2 ơi, chạy cao lên đây tí. Ui xe. Không sao, kệ đi, cho nó tới nhà. Giờ biết làm sao nữa giờ. Chấp nhận thôi. Mình bị mất thời gian bởi bọn ở cầu quá. Còn đông vãi. Này, chuẩn bị sang nhà này anh em ơi. Đi, anh em mình đổ bộ sang là vừa này. Cẩn thận nhá. Rút súng sẵn ra đi anh em. Nó ở trên tầng 2 kìa. À, gớm thế. Qua đi, không phải sợ đâu. Qua đi.
Kìa, có một thằng ở ở Viên Giao kìa. Nhà nhà vệ sinh, nhà rào vệ sinh. Rào kìa. Vã nổi thằng này không biết gì luôn kìa. Ui, này, nice chưa? Bắn hay thế. Còn đấy, còn. Giờ. Trên nhà. Cứu, trên nhà này. Từ anh ơi, cứu. Rồi. Này. Clear anh em ơi. Cái thằng mà nó bơi bây giờ ở đâu gì nhỉ? Ảo thật đấy. Nó cứu không đổi, không chạy đi đâu rồi. Không, nó làm gì cứu được, hết thời gian cứu rồi. Không, ý là cái thằng em nóc á. À, cứu rồi, okay, sao nó chạy vô luôn. Đâu nãy mày nhận kêu rồi mẹ. Không có, chưa nhận. Chưa, nó cứu chắc ừ. Ê, mình có xe mà, xe của bọn này luôn này. Đi thôi. Trời ơi, đang buồn ngủ gặp đúng chiếu manh ạ. Thơm vãi. Có thằng ở hướng này anh em ơi. Đơm thằng này trước này. Ui, nó bắn, đau. Ui. Định ra đơm nó mà nó bắn đau quá. Thôi mày là nhất. Ui, 4 thằng luôn. Bọn này đùa. Ui, đau quá, hết máu rồi. Ui giời. Bọn này sấy được ấy, sấy được của nó đấy. Sấy gì đây? Cẩn thận nha anh em ơi, bọn kia đang canh rình kìa. Cứ từ. Ui, sao lớn. Ui, lũ đầu. Má, thằng này sao mà nhìn lũ cái đầu luôn. Má, mất mũ luôn rồi. Mất chơi không mất. Đứng chống rồi. Ui, thôi sao. Ui. Toàn. Vô. Đóng cửa lại. Ui rồi. Từ, đóng cửa lại. Nhanh. Chết mẹ luôn. Không bị bơm đụng đít rồi. Này hung hãn quá. Kìa. Xuống đây. Ủa? Xuống đây. Sao đóng cửa rồi vẫn nổ nét này? Nổ chưa? Đâu, hai bạn mở cửa mà. Hai bạn không. Cửa đứng, mà. Đứng im trên đấy. Đóng mà, tao đóng. Cho. Đưa bo đi, đưa bo đi. Không được, không kịp. Mẹ, nó canh hết rồi. Bò ra không phi đi. Ui. Thì hiến mạng chứ không dám hiến gì kìa. Ủa thùng phi rồi bo này. Ngoài bo này. Nãy nhìn trong bo nha. Tên nó 4 thằng luôn. Cấp 2 rồi. Buồn thế. Bỏ rồi. Đau quá. Trời đất ơi. À, cày. Cày thế nhờ. Top 2 ạ. À. Quá khó cho một cuộc tình. Không sao. Em xin từ đầu. Ảo đấy. Trong nhà.